Cưa kiếm lão nông S350, sản phẩm thiết yếu của ngành công nghiệp. Với thiết kế tiện dụng và thông minh, cưa kiếm cầm tay luôn mang lại hiệu quả cao cũng như sự hài lòng của người sử dụng. Lưỡi được chế tạo bằng thép Nhật SK5 cao cấp, chống oxy hóa, chịu lực tốt và đặc biệt là chống mài mòn. Lưỡi cưa dạng 3D, tăng độ sắc bén. Phần tay cầm bọc nhựa có vân, cao cấp, chống trơn trượt, chắc chắn và an toàn hơn cho người sử dụng. Tay cầm thoải mái, thích hợp sử dụng ở mọi nơi, làm việc liên tục. Giờ thì cùng xem độ hiệu quả của nó nhé.